ra đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi u buồn, phù điều thương bên nhau còn đâu ơi anh, cho riêng em lòng đớn đau, tình yêu ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời, vì là cuộc đời các bạn khán giả của Villa của Villa TV cùng rất phấn khích, thật sự rất là phấn khích, rất là mong được sớm gặp lại tất cả mọi người trên kênh Villa. Nhớ rằng mình là Sơn Tùng và MCP.